party. Yes, DJ. Hi, GTV rất vui được gặp lại các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi đốn cây nữa các bạn ơi. Hôm bữa mình đã đốn những cây này rồi nè. Nó còn nằm la liệt mà chưa xong nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đốn nguyên khu vườn, còn mấy cây còn lại chắc còn mười mấy 20 cây gì đó. Rồi, các bạn cùng đi đốn cây với mình nha. Đốn cho hết khu vườn này luôn. Để các bạn đón xem mình những video tiếp theo để mà mình trồng trọt những cái cây ăn trái khác nha các bạn. Cây này nó không có hiệu quả thì mình đốn bỏ thôi. Và bắt đầu mình bắt tay vào công việc thôi nha các bạn.
Mày xem cái đó bự ở đây. Mày xem cái đó bự không? Không xong xong rồi các bạn ơi, giờ bữa nay là được như vậy đây. Đó. Chắc phải ngày mai mới xong nữa các bạn ơi, nay chiều rồi, trời giờ cũng 5 giờ các bạn. Thôi mình nghỉ nha các bạn, mai tính tiếp, bye bye. Chiều rồi thì giờ này cũng là 5 giờ rồi các bạn, mà mình cũng làm vừa xong luôn đống cây cuối cùng là phê, mệt quá các bạn ơi, từ sáng tới chiều. Bạn coi mình cái thành quả của mình cưa hạ mấy cây này bữa nay như thế nào nha, có hiệu quả không. Đây nè các bạn ơi, giờ là mình cắt nguyên cái cây, nguyên khu vườn mình là trống rồi, không còn cây nào hết nha các bạn. Đây mình cắt ra thành củi luôn như nè, bán củi luôn, kiếm tiền điện lại các bạn ơi. Tại mình cắt bằng máy cưa điện mà. Rồi vậy là mình đã làm hoàn thành được công việc của ngày hôm nay rồi các bạn ơi, phá cả khu rừng rồi đó. Rồi các bạn xem video nhớ bấm like, subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo. Các bạn đừng quên chia sẻ để mọi người cùng biết, để ủng hộ mình nha các bạn. Chào chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha các bạn. Bye bye.